chào mọi người tiếp tục đến với kênh chăm sóc mẹ và trẻ em. Hôm nay thì chăm sóc mẹ và trẻ em sẽ cùng các bạn tìm hiểu về một video. Đó chính là mẹ mang thai thì có nên ăn đu đủ xanh hay không? Đó là câu hỏi mà rất nhiều mẹ thắc mắc là ăn đu đủ xanh thì có nên ăn hay không? Và có rất nhiều ý trái chiều là ăn đu đủ xanh vào thì có thể ảnh hưởng đến thai nhi, sẽ làm sảy thai. Và bây giờ thì mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu xem là ăn đu đủ xanh thì có ảnh hưởng đến thai nhi hay không. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh để nhận những video mới mỗi ngày nhé. Và các nghiên cứu ở Ấn Độ đã nghiên cứu về tác động của đu đủ xanh trên tử cung của chuột cho thấy nhựa đu đủ khiến tử cung bị co bóp mạnh, nhất là thời kỳ sau của thai kỳ. Nhựa đu đủ xanh hoặc chưa chín hẳn có chứa chất enzyme mi và mủ có thể gây ra phù và xuất huyết nhau thai, dẫn đến sảy thai hoặc sinh non. Hơn nữa thì đu đủ xanh còn có chứa spontanein và có chứa oxytocin, là những chất mà cơ thể rất cần để khởi động cho giây phút ra đời của một đứa trẻ. Vì thế bà bầu ăn đu đủ xanh có thể dẫn tới nguy cơ sinh non. Ở Ấn Độ, Pakistan đã dùng đu đủ xanh như một phương pháp tránh thai truyền thống. Vì vậy, có kiêng có lành, tốt nhất là các mẹ bầu không nên ăn đu đủ xanh để đảm bảo an toàn cho thai nhi trong suốt thời kỳ mang thai. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu qua về giá trị dinh dưỡng của đu đủ xanh để chúng ta biết qua các bạn nhé. Đu đủ xanh thì thịt màu trắng, vị ngọt, mùi hơi hắc, là nguồn vitamin C tuyệt vời. 62mg vitamin C trong 100g đu đủ xanh. Đu đủ xanh thì có các vitamin B1, B2, các axit gây men và khoáng chất như kali, canxi, magie, sắt và kẽm, chất xơ. Đu đủ xanh còn có chứa hàm lượng cao pectin, chất tốt cho hệ tiêu hóa, được chế biến thành nhiều món ăn ngon và còn giúp để làm thuốc chữa nhiều bệnh. Trong đu đủ thì lượng beta carotene, tiền chất của vitamin A và cơ thể sẽ được chuyển hóa thành vitamin A khá lớn. Đây là một loại vi chất dinh dưỡng đóng vai trò chống oxy hóa mạnh, giúp tăng cường sức đề kháng, phòng chống lại một số căn bệnh ung thư, chống khô mắt, khô da và có tác dụng nhuận tràng. Theo đông y thì đu đủ xanh có tác dụng thanh nhiệt, mát gan, nhuận tràng, giải độc, tiêu thủng. Nghiền nát đu đủ xanh trộn với nước có tác dụng chữa các vết tàn nhang ở mặt, tay, chữa chai chân và bệnh eczema đấy các bạn ạ. Và ăn đu đủ thường xuyên thì có tác dụng bổ máu, giúp hồi phục gan ở những người bị sốt rét. Tuy nhiên thì các mẹ hãy hiểu rằng là ăn đu đủ xanh trong thời kỳ mang thai là không tốt cho thai nhi. Tuy nhiên khi sau sinh, các mẹ nên ăn món đu đủ xanh này vì ăn đu đủ xanh hầm với chân giò sẽ giúp cho lợi sữa và sẽ giúp cho sữa mẹ rất là nhiều và dễ gọi sữa về đấy các bạn ạ. Các mẹ có thể nấu món chân giò hầm đu đủ cũng rất là tốt, và đảm bảo khi mà các mẹ đang hết sữa mà chúng ta ăn món chân giò đu đủ xanh này thì đảm bảo là sữa về rất là nhiều luôn đấy các bạn ạ. Và cảm ơn các bạn đã xem video, hãy nhấn đăng ký kênh để nhận những video mới mỗi ngày từ kênh chăm sóc mẹ và trẻ em nhé.